mạng kêu gọi nó khác nhau hoàn toàn đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông Bình Quy Dũng ông xuất bản những cái kinh hay là những cái thơ là lực nhân quả hay thế này thế kia đâu, ông cũng có sự giác ngộ trong lòng ông. Bản thân ổng đó, các bạn giống như tôi nè, cho tôi thử thử chừng 10 tỷ thôi, tôi sống cuộc đời rất an nhàn. Tôi gửi 10 tỷ đó vô ngân hàng, một tháng tôi lụm nhiêu, tôi cho lụm 10 triệu đúng không, và một tỷ thì được 1 tỷ được được nhiêu tiền các bạn, 1 tỷ được 5 triệu đúng không, 10 tỷ ý, 10 tỷ 50 triệu lận xin lỗi các bạn, ừ đó 50 triệu đó với tôi đi làm thêm cho người ta tháng 7 triệu nữa là ra 57 triệu đó, thì tôi sống cuộc sống rất an nhàn sung sướng. Tháng nào tôi xài tiền nhiều thì thôi, sáng nào tôi xài tiền không hết tôi lấy tiền làm từ thiện, gặp người nào khổ tôi cho, đơn giản như vậy, rất rất rất, rất sung sướng. Nhưng mà ông Dũng bà Hằng vẫn làm những đề đó bình thường, xách khu công nghiệp ra bán mắc bán rẻ, bán ra 100 tỷ, lấy 100 tỷ gửi ngân hàng không suy nghĩ nhiều, cứ tháng lụm cứ cứ 100 tỷ lần tháng lụm 500 triệu à, lấy 500 triệu ra xài hết không. À, nếu mà người ta không có tham vọng tôi nghĩ là xài không hết, thì xài không hết thì tiền để làm cái gì, chúng ta làm từ thiện đó, đơn giản quá đơn giản các bạn thấy không. Nhưng mà tại sao người ta không làm vấn đề như giống như là như vậy mà ta phát triển kinh tế, ai cũng có tham vọng cả các bạn đó, thì tôi góp ý như vậy đó, ai có thể phun nước miếng nút lại lượt thì cứ quay ngược trở lại ủng hộ bà Hằng, không vấn đề gì cả, sống phè phỡn luôn phải không anh. Tại sao mà đi dính vào cái câu chuyện này như để người ta chửi mắng cho đã trời trời. Các bạn biết là ông Dũng Lò Vôi là một cái người làm kinh tế phải nói là cực kỳ giỏi đúng không, không có thua gì những cái người khác đâu, chẳng qua các anh thấy người ta quen mặt quá được anh khi dễ, mà cái ông Dũng là cái người rất là bình dân các bạn, rất bình dân các bạn. Tôi nói các bạn á, mộng bình thường cho anh thì nên tôi mình suy nghĩ như vậy đó. Tại sao người ta lại đi viết kinh viết sách viết kệ rồi làm từ thiện, rồi thậm chí người ta cho con người ta đi lại những cái trại trẻ mồ côi để xem những đứa nhỏ đó sinh sống như thế nào, để xem cái cảm giác đó là không cha không mẹ thế nào, để nó giác ngộ, để mà nó biết yêu thương người khác. Rồi ông Dũng có cái cáo có cái căn cơ rất là hay các bạn, hay dữ dằn luôn, mà tại sao những cái đó người ta không thấy, người ta chỉ thấy là ừ thì tay sai của giặc rồi trốn thuế rồi nợ dân cướp đất lâm đổ ở đó đâu ra vậy. Trong suốt thời gian qua các anh em nói người ta cho đã, rồi bây giờ các anh em thấy Hàng Ni sắp sửa ra tòa hay là Hàng Ni sắp sửa mở rộng điều tra, các anh em chạy ra chạy đạn hả, đâu có đơn giản như vậy. Như vậy tôi đang trộm thời gian xong đó tôi quẩy ngược trở lại tôi làm doanh nhân à, được không các bạn chịu không, tôi đang trộm tôi đang cướp một thời gian cái người ta không biết cái tôi quay ngược trở lại à, tôi thay mặt thay tên đổi họ rồi rồi tôi sầu phẫu thuật thẩm mỹ rồi tôi trở thành một người doanh nhân tôi đi giúp người khác, các bạn chịu không. Bản thân tôi không chấp nhận trường hợp đó đâu các bạn, trừ khi tôi nói các bạn rồi phun nước miếng nuốt lại được thì ok ha. Đó thì còn một chỉ còn có một ngày mai nữa à, thì Hàng Ni sẽ có những thông tin, nếu như tới ngày 24 tháng 5 năm 2023 mà Hàng Ni không có tin gì cực kỳ này cả thì mặc nhiên chị này bị tạm giam thêm 2 tháng nữa đó, tại vì cái vụ án này rất đặc biệt các bạn, tôi nói các bạn rất đặc biệt. Người ta Bi Sài Gòn kêu event show đó các bạn, Bi Sài Gòn kêu event show đó, cái sự việc của chị Hằng này rất đặc biệt, nó liên quan tới rất là nhiều cái đường dây mà đặc biệt là đường dây phản động đó. Bây giờ thì dịp đậu nộp đơn vào kiện công an huyện Đức Hòa rồi đã dính vào câu chuyện chửi bà Hằng nữa ra, trong một phút bâng vơ chị bây giờ bà cái chị này cái cô này lại lên xin lỗi bà Hằng rồi và sẽ ủng hộ bà Hằng, ủng hộ trong lúc này có quá muộn màng không thì thôi thì quay đầu còn hơn không, đó hồi hướng quay đầu còn hơn không, biết lỗi mình còn hơn không, chứ biết làm sao bây giờ. À, mở rộng điều tra cái vụ án của Hằng Ni mà Hằng Ni khai giống như Hoàng Kim Dung nói trên mạng xã hội thì tôi nói lụm hết, hay là một số kênh thấy Hoàng Kim Dung khai như vậy á sợ quá như đã quay đầu hay gì đó. Người ta phải lên án và người ta phải cung cấp thông tin cho nhau.
Đó, ghê chưa? Đó, bây giờ anh Thánh Tử Cao anh lại hồi hướng. Đó là lý do tại sao anh lại hồi hướng. Đó, cái em Hoàng Kim Dung này bảo rằng là cô Hàn Ni, như vậy họ đã có nguồn với nhau rồi. Cái hôm mà bị bắt mà chụp cái điện thoại của Hàn Ni một cái, nếu như Hàn Ni là trưởng nhóm thì các YouTuber đó chuẩn bị khóc đi, khóc tiếng Tây Ban Nha đi các bạn. Mà nếu như những cái người khác làm trưởng nhóm thì họ sẽ kích Hàn Ni ra ngoài liền, kích Hàn Ni ra ngoài liền. Nhưng mà cái vụ kích đó nó sẽ để lại, bạn bị anh Bình Lê yêu cầu rời khỏi nhóm. Thì sau khi rời khỏi nhóm đó chúng ta không biết gì cả, toàn bộ những cái dữ liệu mà chúng ta đưa cho trong cái nhóm đó sẽ bị xóa sạch, chúng ta không không có một cái gì cả. Tôi đã từng bị kêu gọi vào những cái nhóm như vậy, mà tôi đến thân tôi không làm gì hết trơn, cuối cùng ta cũng đá tôi ra ngoài à. Tự nhiên vô duyên. Cái sự việc mà các bạn nhớ á, là một cái thời gian mà có một cái nhóm mà tấn công Tống Trần không, tôi có nằm trong nhóm đó đó, nhưng mà tôi không nói gì cả, ai muốn làm gì hãy làm. Cái sự việc mà nguyên một nhóm tấn công một người, thẳng nói cho em Tống Trần biết là tính anh là như vậy đó em. Không, bây giờ em có kêu anh bằng đại ca anh chăng nữa thì tình duyên của chúng ta cũng đã dứt rồi. Có rất nhiều YouTuber đã kéo tôi vào để kêu tấn công Tống Trần, lội Tống Trần ra khỏi vòng đấu, nhưng mà tôi không làm điều đó. Nông dân miền Tây lên báo Tống Trần ngay, Tống Trần miền Tây lụm được 5 triệu. Lúc đó còn ông luật sư ẩn danh nữa. Luật sư ẩn danh hả, tôi nói mê Tống Trần còn hơn là mê vợ. Vì sao vậy? Tống Trần có một cái lượng mạnh thường quân rất là mạnh ở bên nước ngoài. Cuối cùng thì lực bất dung tha, không có vô được. Bây giờ ông Hồng Sơn ông tự tạo cho ông một cái vỏ bọc khác bằng cách ông quen với Trần Thị Hồng Thanh, rồi ông quen với Nguyễn Tiến Dũng, ông thường lân la vào những cái kênh phản động đó để ông bảo rằng ông là luật sư A, luật sư B thế nào đó, và sẽ lợi dụng cái gì đó để tạo niềm tin cho cả hai bên. Đại ca 100, đúng rồi, tiền đại ca nó lấy luôn. Chưa, trên mạng này không ai đạo đức hơn ai đâu các bạn. Tôi nói các bạn vậy, tôi đang, bởi vì tôi nói các bạn gán cái vụ án của Hàn Ni đi ra tòa, tôi gán xem thử những cái khuôn mặt tử tế đó có thoát khỏi cái nạn kiếp này hay là không. Bởi vì bên Hoàng Kim Dung nói như vậy làm tôi quá trời hoang mang. Thám tử Cao có liên quan gì tới cái sự việc bà Hằng mà em nói như vậy, mà bây giờ thám tử Cao lại muốn làm giống như bà Hằng thì các bạn thấy là như thế nào? Các bạn có đồng ý không? Thì quá ghê gớm các bạn, thì quá ghê gớm. Đinh Lan nữa, Đinh Lan chỉ lên mắng Thánh Tử Cao chứ Đinh Lan không kiện Thánh Tử Cao thì có vấn đề rồi đó. Đợi cái vụ án Hằng Ni ra đi rồi biết, dính luôn cả Phan Phong. Tôi cũng gắng cố gắng sống khỏe sống tốt để thêm những cái khuôn mặt tử tế, những khuôn mặt đạo đức mà người ta coi như là một bậc thánh nhân, khi mà ra tòa nó như thế nào. Nghiệp quật đó, đừng có giỡn chơi, đừng có tưởng cái điều xa xưa mà không không có bị cái gì nha. Trời cho không thấy trời lấy thì không hay, tốt nhất chúng ta là người tử tế, mắng chửi bà Hằng cho đã rồi quay ngược trở lại kêu gọi từ thiện giống bà Hằng đâu có được. Tôi không thích cái vấn đề đó. Còn làm được thì tôi đã nói rồi, nước đổ rồi mà múc lại uống được thì cũng hay. Một một lời nói ra tứ mã nan chi thế nào đó, tên tứ mã phanh thây thế nào đó các bạn đó. Thì chúng ta gán chờ đợi xem ngày mai như thế nào. Hàn Ni tôi thấy là cái sự việc này là một cái sự việc mà hết sức phức tạp gấp 10 lần cái sự việc mà điều tra bà Hằng. Nó dính với ca sĩ, nó dính với luật sư, nó dính với phản động, không phải là cái chuyện bình thường đâu các bạn. Nói ở đây thì chúng ta nói phân tích hay lắm nhưng mà cái vấn đề điều tra rất là khó khăn. Nói các bạn nghe là như vậy. Thái Văn Đường nói về Hằng Ni nè. Nhưng xin thưa quý vị các bạn, kể cả như Hàn Ni cũng vậy, bỗng tự nhiên bị bắt nhiều người cũng sửng sốt, nhưng mà Thái thấy thì nó cũng bình thường, Ôi bởi xạo vì xạo Thái xạo xạo. trước cái tiên lượng, bởi vì là nó Hàn Ni đã từng có tâm sự với Thái chia sẻ. Thôi ông gáy quá ông ơi. Ông bị bắt ông biết trước không? Ông bị bắt ông biết trước không? Ông gáy quá gáy.
Thì các bạn thấy là ở bên Thái Lan biết cái gì đâu mà đặt gáy. Đó, gáy quá ha. Đó, thì tôi nói các bạn trong cái sự việc của hàng này sắp tới nó còn kinh khủng hơn bà Hằng gấp cả chục lần. Và nếu mà như mở rộng điều tra thì những cái YouTuber kia tôi nghĩ rằng họ sẽ tản đi làm từ thiện hết. Họ tính lấy công chuộc tội thế nào đó các bạn. À, nhưng mà tôi nghĩ rằng lấy một công á, một công đất á mới chuộc tội nổi. Chứ còn coi coi chứ còn bình thường chắc lấy là chuộc không nổi đâu các bạn. Đâu có đơn giản mà lên mắng chửi người khác giống như tôi đã nói với các bạn rồi đó. Đâu có ăn cướp đầu này ăn cướp đầu kia tỏ ra đạo đức rồi thay thay tên đổi họ. Rồi rồi sau đó thì trở thành người tử tế đâu được. Mà phải khi cái người á, mà nói lên án á, là một người khác thì không nói. Nói cái người mà người ta đi giúp đỡ người khác. Họ cố tỏ ra họ tử tế, họ cố tỏ ra họ bình tĩnh. Nhưng mà tôi thấy là họ bắt đầu run run đuối đuối rồi các bạn. Run run đuối đuối rồi đó. À, chào chủ kênh, mình vừa đăng ký kênh vì mình quan điểm với bạn. Ok. Tôi nói các bạn đâu có cái vụ mà nhờ lên cộng đồng mạng mắng người này chửi người kia đã rồi thấy mình sắp sửa bị sờ gáy rồi đâu quay xe đâu được. À, cái cô Diệp Đậu cũng vậy. Nhận 60 triệu để mà chửi này chửi kia chửi nọ. Tôi biết rằng mỗi một cái cuộc sống của người ta có cái cách khác nhau. Mình có thể là đầy đủ hơn người ta, mình cảm thấy mình không có bị một áp lực nào đó. Còn người ta ví dụ như người ta còn mẹ già bị bệnh hay là chị mình bị bệnh thì người ta đành đành phải bỏ cái danh dự mình ra để lấy nhận số tiền đó. Nhưng cuối cùng người ta cũng có một cái lý do để mà người ta lại quay lại bảo vệ bà Hằng. Còn chúng ta lấy lý do gì? Chơi 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 với nhau thân cho đã, quay ra nói xấu nhau đã, chơi chung nữa hả? Trời sao mấy người đó chơi chung nhau được, tôi thấy cũng hay các bạn. À, cái vấn nạn xã hội nó là bây giờ nó như vậy các bạn. Họ không thích nhau nhưng mà họ vẫn chơi chung với nhau. À, suốt mặt nhau họ nói xấu với nhau. À, được hi lại được anh Bình Lê thả thơ. Anh Bình Lê thả thơ cái gì à? Anh Bình Lê chờ xem, em cứ chờ xem bạn bè ngày đó sẽ kèm gì đây. À, anh ấy viết cường, ok. Ở trên cái kênh TikTok của mình á, để mình bán bỉm nha. Mình bán bỉm cho, tôi nghĩ rằng á, là fan bà Hằng rất là thích mua cái này. Mua cái này để tặng á, fan bà Hằng rất đạo đức. Mua để tặng lại các YouTuber. Danh sách 35 YouTuber đó, ai là cái người liên hệ với hàng Ni hay là trong 35 YouTuber đó họ có ruột rà ruột với nhau. Họ cùng lập nhau một cái nhóm. À, hôm mà hàng Ni bị bắt, những cái nhóm đó có kịp xóa kịp giải tán hay là không, hay là chủ nhóm là ai, nếu chủ nhóm là hàng Ni thì không thể nào kịp, còn chủ nhóm là người khác thì người ta sẽ kích hàng Ni ra ngoài liền. Nhưng mà có dấu hiệu đó là bạn vừa bị rồi, bạn vừa bị mời ra khỏi nhóm, hoặc là tự nhiên cái nhóm nói chuyện từ ngày này qua ngày kia tự nhiên bây giờ thấy tin nhắn nhắn liên tục, tự nhiên bây giờ thấy nó giãn nặng quá là biết rồi đó, người ta đá ra ngoài đó các bạn. Có một thời gian tự nhiên cái người ta kéo tôi vô cái nhóm đó nói chuyện tầm bậy tầm bạ gì đâu không à. À, hôm nay thì nói người này hôm kia nói người kia, tự nhiên tôi thấy ủa sao vắng lặng quá trời vậy ta. Cuối cùng mà mình không phát hiện ra là mình bị đá ra khỏi nhóm đó 5 ngày trước rồi. Còn cái người ở trong nhóm đó thì nói anh đừng yên tâm đi, à, cái nhóm đó làm cái gì em chụp màn hình em gửi cho anh. À, giống như anh trong nhóm đó. À, cho đó các bạn biết là như vậy đó, nhận qua tôi không muốn nói làm gì, lập mưu lập kế lập nhóm thế này thế nọ, rồi chỗ này có thông tin này ông A ông nói làm sao, rồi chỗ kia ông B ông nói làm sao, có đủ hết các bạn. Và từ đó ai thích làm cái gì thì làm, nhưng mà vẫn nằm ở trong một cái chủ đề cho phép. Ví dụ hôm nay chúng ta nói về Đại Nam thì toàn bộ các nhóm người trong đó sẽ nói về Đại Nam bằng những cách khác nhau. Ai nói hay thì được xem nhiều, ai nói dở được xem ít. Còn ai mạnh miệng chửi Đại Nam thì tôi nghĩ rằng được xem rất cao, nhưng mà coi chừng ở tù. Đơn giản như vậy thì họ đã chia nhau như vậy. À, thì tôi nghĩ rằng sắp tới khi mà vụ án Hằng Ni mà tôi đoán theo dự đoán của tôi thì 95% sẽ bị tạm giam tiếp tục để mở rộng điều tra, chứ chưa có kết luận điều tra đâu. Anh Bình Lê nghĩ thế nào anh? À, anh Bình Lê nghĩ thế nào? Anh nghĩ thế nào về dự đoán của em mà?
À, nãy giờ các bạn biết thì sao tôi nín thinh không? Tôi coi những cái nhóm á, lúc trước á, tự nhiên bây giờ trưởng nhóm á, là một người là tự nhiên trưởng nhóm là người khác, mà cái người đó bây giờ không có làm YouTube nữa, cho nó họ không không có không không có dạng như hiềm khích đá mình ra khỏi nhóm, thì vẫn còn những cái tin trong này. Có nên mình chơi giống như anh Tony Phạm đưa những cái đoạn tin nhắn này ra ngoài để cho người khác người ta phục hồi tin nhắn tốn mấy trăm đô các bạn. Bây giờ chỉ còn tụi mình lên tôi trong cái nhóm này, mắc cười quá. Hình không còn đâu, tại vì tôi sai, tôi bị mất điện thoại, hư điện thoại mấy lần rồi. Mắc cười quá. Thôi thì tôi nghĩ rằng vụ án Hằng Ni diễn ra sắp tới, một số YouTuber, đặc biệt là những người chống bà Hằng, sẽ lung linh và lung linh. Do đó trong cái giai đoạn này thì nhiều người chạy được cái nào thì chạy, tránh được cái nào thì tránh. Tôi cũng nói, tôi đã nói các bạn rồi, cầu trời cẩn Phật cho những người bạn thân làm YouTube, anh Bình Lê đó thân ai nấy lo đó, đừng có bị dính vào cái gì cả. Nói dù gì họ không phải là người xấu, nhưng mà họ đã kiếm tiền bất chấp. Không biết là tại sao họ kiếm tiền bất chấp như vậy. Tôi không hiểu nổi luôn các bạn. Họ là người tốt, mà tại sao người tốt lại hại người tốt? Tôi nghĩ hoài tôi không ra. Em Tiên cũng là một cái người mà làm thiện nguyện. Bà Hằng cũng là người làm thiện nguyện. Những người ca sĩ khác đa số làm thiện nguyện hết. Anh Linh cũng làm thiện nguyện, anh Đàm cũng làm thiện nguyện, tại sao không dĩ hòa vi quý? Mình nhịn một chút xíu mình có bị cái gì đâu, đúng không? Tại sao mà họ lại cùng nhau họ họ tấn công bà Hằng như vậy? Rồi bây giờ họ lại cảm thấy họ họ, họ bảo rằng là quỹ hằng hữu của bà Hằng giúp nhiều người quá. Ủa, các anh chị biết quỹ hằng hữu giúp nhiều người quá mà tại sao các anh chị lại đi hại người ta? Ganh tị hay ganh ghét? Tôi thấy nó làm sao đó, và tôi đã nói các bạn rồi, cái sự việc bà Hằng làm từ thiện khác người ta, tức là người ta lấy tiền túi của người ta ra người ta làm, còn những người khác chỉ lợi dụng vào cái sự nổi tiếng của mình, cái ảo tưởng sức mạnh của mình trên không gian mạng để mà kêu gọi từ thiện, than khóc than khổ thằng này thằng kia thôi. Thằng Ni mà ra tòa khai hết, hoặc là Hằng Ni ra tòa rồi bà Hằng yêu cầu triệu tập 35 YouTuber đó thì khóc khóc thét. Không mà phải anh Mai Mỹ Cường, trong 35 người mà YouTuber mà bà Hằng, tôi nghĩ bà Hằng á mà ra trước là mấy người đó chuẩn bị tinh thần. Bà Hằng mà ra trước cái vụ án của Hằng Ni thì những người đó ôi thôi rồi. Thì mùa xuân đó có em vì xuân rất đẹp, đúng không? Chút xíu rồi bà lên YouTube ca bằng đó mới được. Thôi thì tôi xin kết thúc cái buổi livestream tại đây. Anh thiết kỷ không phải chỉ vì ganh ghét mà có mục đích khác. Không hiểu nổi luôn các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tổng chào các nhà khán giả. Khán giả nào xem online không được thì vui lòng xem lại offline giùm mình. Video clip này sẽ chia làm hai tập, sẽ phát vào 6 giờ và 6 giờ 30. Mọi người nhớ ủng hộ em rất cảm ơn. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.